Thùy Tiên gây tranh luận. Thùy Tiên cho biết cô đang hướng tới ăn chay nên không dùng thịt bò. Tuy nhiên, việc Hoa hậu chia sẻ chỉ ăn hải sản gây tranh luận. Thùy Tiên cùng Phương Anh Đào, Nguyễn Ân, Dung Vũ, Pháo, My tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Trong tập mới đây, Thùy Tiên chia sẻ rằng cô không ăn thịt bò, nên đồng chí nào muốn ăn thêm để bổ sung protein cho bản thân, có thể ăn phần thịt bò của cô. Một đồng chí nam sau đó khuyên Thùy Tiên không nên giảm bớt khẩu phần ăn để có sức khỏe tập luyện. Lúc này Thùy Tiên trả lời, tôi muốn hướng tới ăn chay nên tôi đã bỏ thịt một thời gian dài. Sau đó, cô nói tiếp, hiện tại tôi chỉ ăn hải sản thôi. Ngay khi đó, ekip của chương trình cũng cho hiển thị dòng chú thích hàm ý hài hước, chay bằng hải sản hay vậy là chay dữ chưa. Cùng lúc, Thùy Tiên cũng che miệng cười. Cảnh này sau đó gây tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng quan điểm ăn chay của Thùy Tiên có phần sai lệch. Theo đó, ăn chay được hiểu là việc thực hành kiêng ăn thịt, bao gồm thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản và thịt của bất kỳ động vật nào khác và cũng có thể bao gồm kiêng các sản phẩm phụ của quá trình giết mổ động vật. Dẫn đến, nhiều người thắc mắc với cách ăn chay của Hoa hậu. Tuy nhiên, cũng có khán giả bên vực Thùy Tiên. Họ cho rằng cô đang theo chế độ ăn pescatarian. Với chế độ này, hải sản là nguồn thịt duy nhất. Việc đưa vào các sản phẩm động vật khác, chẳng hạn trứng và sữa, là tùy chọn. Bên cạnh đó, trong câu nói, Thùy Tiên cũng cho biết cô đang hướng đến chứ chưa ăn chay hoàn toàn. Do đó, việc Thùy Tiên không ăn thịt đỏ nhưng vẫn ăn hải sản cũng dễ hiểu. Ngoài Thùy Tiên, Nguyễn Ân cũng đang vướng tranh cãi. Thái độ của cô trong chương trình được cho là thiếu nghiêm túc, chưa phù hợp với môi trường quân đội.